Dâu dâu dâu, bà có sâu. Chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với em Minzy trong series bình luận về Garen Server. Và đây là một acc nữa đến từ server Taiwan. Cùng với đó là chế độ lựa chọn thẻ, pick thẻ nha anh em nhá. Đừng quên 3 khung giờ ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Nhưng mà dạo này hình như nó khuyết một khung giờ anh em ạ. Vì nó thời gian nó không cho phép mình chơi quá nhiều nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với đối thủ đầu tiên. Tại sao vì tuần này xem Nhật NRSL xem West One Pick nhưng thôi chơi nó như nhau, vừa mất thời gian là vừa lâu la là thôi anh em nhé. Chúng ta có lẽ là tuần này chỉ có đâu đó 2 clip trên ngày là thôi, khả năng cao là vậy. Renico đến từ server 23, Renico đến từ server 23 Major và Iori single. Tiếp theo nữa chúng ta có Rio đi trong vị trí tanker đi. Majizou, con hàng khó chịu ấy, có khi còn khó chịu hơn Elizabeth nha anh em nhá. Nên nhớ để xem vào Taiwan mà Majizou này đánh toé loè tựa lừa nhỉ. PC à? PC mà đi Saiki thì cũng ổn thôi, có gì đâu. Vấn đề là trả con nào ấy. Được chơi. Vấn đề ngoài hai con này ra thì team mình trả con gì hết. Ngoài Majizou với cả DC ra thì không có con gì nhỉ. Được cái con Majizou này nó phản linh tinh nhỉ. Ngoài cái đấy ra chắc chả được cái gì quá. Em không biết là con Majizou này ngoài cái gì nhở, phản công và có hồn ma ra thì không biết có cái gì nhở. Đấy, giảm nộ nữa chứ, đùa à? Khó chịu nhỉ. Chứ chưa thấy cái hồn ma nào thôi anh em ạ. Ở đấy có hồn ma rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng có hồn Isama nhé anh em chứ. Cuối cùng chúng ta cũng có hồn Sama. Rất khó chịu cái hồn ma gì dầu nhỉ. Chỉ duy nhất có một cái khó chịu đấy thôi mà thôi. Không cần cái khó chịu thứ hai nhau ạ. Như thế là quá đủ rồi. Như thế đã là quá đủ rồi. Cả nhà chả có cái gì, có mỗi cái phản công. Mẹ thằng Vinci đã có nộ mà chơi. Rất bựa đến từ Majizou anh nhau. Đấy, thế thôi. Chơi hệ đơn giản. Mình chơi hệ giảm đơn nữa. Lại được cả hồi nộ nữa à. Người chơi hệ đơn giản, giản đơn này. Ai đánh vào tôi phản lại thằng đấy. Ôi trời ơi, sao lại bóng ma mày nhở. Thật sự là Marizou của xe ở đài này rất là một cái gì đó. Ác mộng đây nhở. Vẫn là cái đó ác mộng đấy. Hồi lại còn được cả máu nữa rồi, ít giỏi đâu. Triệu máu đấy chứ. Ôi trời, nó bóng ma cả lũ. Nó bóng ma cho cả lũ luôn anh nhỉ. Sao mình phải để Saiki đây anh em. Để lấy cái tình huống mà giải cái ứng anh em nhé. Saiki còn sống thì chúng ta mới giải khi sống thì chúng ta mới giải được hiệu ứng. Đã tem mình có mỗi ma đi dâu đánh nhau được thôi nhau, có con gì đánh nhau nữa đâu. Em mình làm gì có con gì đánh nhau nữa đâu nha, hết mẹ rồi. Đã tem có đúng là ma đi dâu đạp. Nó mà chết chắc mình cũng hẹo theo nhiều ạ. Đấy, rồi, công việc đơn giản. Đấy, công việc giản đơn. Nó mà chết chắc mình cũng hẹo theo nhiều nhé. Từ đánh đơn giản nhỉ. Mình chắc không chết được đâu, mình đoán đi. Chết sớm thế. Ma đi dâu mà chết sớm thì nghe hơi bịt. Mẹ hoa hồng còn bay quanh người cái kia cơ mà. Sao mà hẹo sớm được.
thôi, cuộc sống đơn giản nhỉ. Người chơi rất ru ngủ nhưng mà vô cùng hiệu quả anh ạ. Người chơi rất ru ngủ nhưng mà hiệu quả thì lại có được. Người chơi cực kỳ hiệu quả từ ma di dâu với khả năng gì nhở, giảm nộ, ma ám, không đam, không sát thương. Thôi nhè, cuộc sống đơn giản thật sự. Không giết nổi nó nhỉ. Hợp tác với Taiwan vẫn giữ lại, nó khó chịu kinh. Quan trọng là cái ma ám của nó nếu làm gì được. Đánh là nó lại phản lại, lại dính ma ám. Mày có thằng DC Dam thì cũng dính ma ám từ đầu đến đít, không chống thế nào được. Cũng có thằng DC Dam thì cũng bị ma ám nhỉ. À, nó đánh mình đấy, bực mình đấy. Thôi, đang nhìn nhau, đang nhìn nhau. Hết rồi, tên 10 rồi đúng không anh em? Tên 10 đúng không? Tên 10 dùng con này. Tại sao dùng con này anh em? Dùng con gì nhỉ? Đặt pin đánh là xanh pin thôi. Đợi hồn lên anh em nhỉ? Nhưng mình không dùng nhá, đã hồi nó lên mình không dùng. Dùng con này thì nó chất lượng. Chiến thắng đơn giản, đối chơi cũng cực kỳ đơn giản, không hoàn, không cầu kỳ đến từ Mazi dầu. Nhưng mà cái độ hiệu quả nó là 100%. Chiến thắng dành cho Aminzy trước Guenico của server 23. 38 điểm và chúng ta sẽ cùng hướng đến trận đấu tiếp theo, đại chiến giành tông sư. Trận đấu tiếp theo sẽ là ai đây? Trận đấu tiếp theo sẽ là ai? Khá lâu rồi nhỉ, lên trên danh cao này tìm đối thủ lâu phết đấy. Oh, Nemu của server 172. Vai Kasumi Zasio và yêu đi dị lên nha. À tìm chúng ta không bị bắt bài với con Fionnet anh em ạ. Sẽ lần được của nó đấy nhé. Sẽ lần hơi được của nó đấy nhờ. Silent được của nó đấy, phải không anh em? Đúng không? Silent hơi được của nó đấy. Silent là hơi được của nó đấy. Sau cũng là Fionnet ạ. Ora ora, amos. Negaishimasu. Fionnet. Ha ha. Sokula và Fionnet.
nhưng mà bị giảm độ rồi mà anh em, đúng không? Đối thủ còn ai nhỉ? Thiên nhiên Lemu này có phải thiên nhiên 5 lét không anh em nhỉ? 5 lét như mơ nhỉ? Hay là mu le gì đó, mình không nhớ lắm nữa nhỉ? Không biết có phải không anh em? Muốn nhiều. Vậy là muốn nhiều, nhưng mà cuộc sống của đời nó lại không như mơ nhỉ? Đời nó lại không như sờ mơ. Lốc cửa tốt đấy nhỉ. Để hai con lên hợp lý hơn, Kim và Momo. Đi sai mà. Ai à, mẹ nhìn này thì sai quá. Nhau nhìn Momo là phát chết tôi ấy nhỉ. Sai rồi. Sai rồi. Mẹ quả sau này yêu nét với như vậy. Quả này đúng là khắc hệ thật sự nha. Không nghĩ là hắn còn vai đâu. Nghĩ thanh niên này còn vai đâu. Không nghĩ thanh niên này còn vai đâu. Không nghĩ thanh niên này còn vai đâu nha. Có nha. Lên bộ được rồi. Thương được chăng? Ôi, hay quá, quản trí ạ. Quản trí vậy, cứu lại ạ. Ôi, quản trí cứu lại, ôi giời. Được. Ôi, biết ngay hồi sinh mà anh em. Còn hồi sinh lại phát nữa cơ. Chúng ta có chiến thắng thứ hai liên tiếp trong game đấu này rồi. KO và đó lượng sát thương tốt đến từ vị trí của cao phẩy. Một cú beat slide. Và cùng đến với game đấu số 3 nào anh em ơi. Game đấu số 3 Fox đến từ server F1, Kasumi và Sumi. Kasumi đi anh em ơi. Diamond. Athena. Yorizi nha. Khao hát. Ôi dồi ôi, lại cái bài. Cái bài bên kia thì kinh dị quá nhỉ. Bài mình thiếu con hổ. Cũng con hộp chúa đấy nha bạn. Bài mình có thêm con hộp chúa này thì đẹp quá anh em. Bên kia nhìn cái lượng sát thương. Lượng nhìn cái lượng sát thương dọc. Nó khủng khiếp thật. Cái lượng sát thương dọc nó khủng khiếp thật. Chặt độ cay nhỉ. Choáng nhỉ, ra vẩn được quả choáng. Ra vẩn được quả choáng à. Thằng này ủi trên đá cũng mà lắc đi cho nông nộ nhỉ. Xuống độc tư.
luôn. Xuống thằng ấy đỏ thế nhỉ. Số càng cái đỏ thật sự đi nhỉ, kèo này rất ai rồi bây giờ. Anh em ạ, thành văn giá đấy, người nhắn tin cho tôi có gặp lâu, có gặp người nổi tiếng từng mê lên tiêu đề đấy à, tôi hay dùng app đó đi săn lắm á, ai là người nổi tiếng vậy ta? Cho mình hỏi cái xem ở Taiwan này, ai là người nổi tiếng, thật sự mới không biết xem ở Taiwan này ai là người nổi tiếng thôi nha. Đến thời điểm hiện tại mình cũng không biết ai là người nổi tiếng của xem ở Taiwan mình nữa. Gặp thì đánh nên quan trọng thì phải mê lên tiêu đề nhá. Hay là vừa rồi thanh niên kia Nemu là thanh niên Nam Lách thật đấy à? Mà dù sao mình cũng chiến thắng mà, đúng không? Khó xử ở đây. Nổi tiếng hay không thì cũng từ nãy đã thua đâu nhỉ? Yeah. Không biết ai là người nổi tiếng nhỉ? Yeah. À nếu mà vừa gặp đấy à, à nên chắc thật đấy à? Hẳn là người nổi tiếng luôn, khoái nhỉ? Tôi là người nổi tiếng mà, sao bất công ấy nhở? Tôi là người nổi tiếng mà, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tôi cũng là người nổi tiếng mà. Sao lại không bê tôi lên tiêu đề? Tôi là người nổi tiếng mà, đúng không? Ok. Đại chiến danh tộc sư. Nhiên này còn gì, còn Tachibana Okio. Nhưng mình nghĩ được, mang con sơ mi là hợp lý này. Vào giải bút ra hợp lý này. Mình đành phải hy sinh con đấy rồi để bảo vệ cho con đưa đi dị đến nhé. Đưa một cách nào khác nữa. Ui ồn, thế mà vẫn chết ạ, con mẹ nó chứ. Nhưng mà vẫn chết ạ. Nhưng mà vẫn chết anh em ạ. Muốn để Athena lên nó để được. Nhưng con lộ nhưng đang sợ nhỉ. Thì liệt cho phát nào. Mình chỉ thấy con vô nít dùng mộ đấy nha, mấy con kia dùng mộ không sợ lắm. Từng 9 từng 10 tìm nhỉ. Tôi ngược này nha. Đúng không? Tôi 10 rồi. Unit có nộ, mình đã làm gì được nó. Ôi, cả sư núi này có nộ, thua rồi đấy. Vậy là sau những ván thắng của chúng ta đã đến mùi thua rồi. Nó hơn một tiếng này nha. Không làm gì được, mình đã sắp để hai kích lên. Để hai kích lên thì Unit nó xoáy. Đúng không? Chấp nhận rồi. 43 điểm, đi toàn. Và cùng đến với game đấu số 4 là Nokuru của server 19 Somi Hinato Ramon
Lại hơi sai đặt nhỉ. Terry, lâu lắm rồi đặt niềm tin vào Terry nhỉ. Lâu lắm đẹp đặt niềm tin vào Tesseri nhỉ. Cà phê zero xuân mai lâu lắm mới có một cái niềm tin đặt vào tay đi, không biết là niềm tin này nó có đúng không nhỉ. Không ổn anh em, một tay nha, nói chung không ổn lắm. Tay này nghe chừng không ổn lắm nhỉ. Anh này nghe không chừng, nghe chừng không ổn lắm. Nhật chí nhỉ. Nhật chí nhiều mới cứu được. Không nhật chí là hơi mệt đấy nha mọi người. Nhật chí nhiều vào. Nhìn châu đấy nhỉ. Châu thì đúng lúc này. Châu hơn nhỉ. Thổ nó còn châu hơn nhỉ. Mẹ giết thằng thổ đá mẹ rồi còn. Giết được thằng thổ đá cái mẹ ra quần. Tại sao nhìn đánh nhẹ như mẹ đỏ thế à. Nhìn đánh nhẹ không có giết thằng thổ thì nó vẫn tơ sau nó vẫn bị choáng nha. Nhược mình đây mà. Giảm độ thì nó kìa. Có lẽ nào em đi chơi xa. Zero choi cà phẩy ai. Chơi xa thật rồi. Con Sumi nó lại còn phá lên vậy. Ở nhà mình sai là mình muốn giết con Sumi. Thật mình muốn giết con Mang. Chơi xa quá anh em ạ. Em chơi xa người xa bờ rồi. Đánh con xa bờ đó. Đánh bắt hơi xa bờ thì bắt. Đánh bắt hơi xa bờ. Ủa, lại đánh trí nữa thì kẹo à. Ai, đánh bắt xa bờ rồi. 3 game đấu thắng mà chẳng lẽ 3 game sau lại hẹo à. Hơi xa bờ rồi nha. Hơi xa bờ rồi. Mới có 2 đều rồi nha vợ. Cần đấy nhở, xa bờ rồi. Avatar mày không che được cái kia. Che được điểm nhưng nhìn nó đỡ áp lực. Cái này cũng che được điểm. Nó phải đỡ áp lực cái điểm này các anh em. Nhìn cái điểm nó áp lực lắm. Không nào che được nhỉ. Nó không che được. Con chim của nó che được. Đánh lên trên thì cứ phải che điểm như thế nào. Nhìn nó đỡ áp lực. Nó không che được mẹ đâu nhỉ. Sao bọn nó che được nhỉ. Con chim của nó che được mà con chim của mình lại không che được. Cày nhìn to thế mà không che được nhỉ.
Fox, Cluck, mây trò, rau sư, zero các bạn, lục dốc, kèo này chắc dốc vào sau xem hợp lý, nhìn tem bạn có con gì, quan trọng tem bạn là con gì. Billy à? Ôi dồi, Billy với cả mưa sai thì dốc vào thoải mái nha. Được ai? Được ai mà Billy mưa sai thì dốc vào thoải mái nghe tự động được. Không sao cả. Không sao cả, đúng không? Chúng ta có thể vào thoải mái không sao cả. Cái mini làm gì được đồ chơi này anh em, cái giảm nộ này nó có tính à, không mà sao nó thấy nhiều lúc nhỉ, sao nhiều lúc vẫn phải là dốc tránh nhỉ, vẫn phải là dốc này, vẫn phải là ai không làm một ai khác nữa, vẫn là dốc gánh được như này thôi. Nó có con gì nhỉ? Mặt Kukali vẫn phải là dốc gánh rồi, không ai gánh được kìa. Mày ơi giật mẹ đèn lốc 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 đúng dốc e đang cày nhỉ. Dốc thì hơi cay nha. Dùng lực mà đánh bọn này không gì nữa. À, nếu được rồi. Thế mới cày nhỉ, mẹ đéo giết, đéo xích được thằng nào ấy, thì mua sai này. Mua sai thì nghe chừng phế phẩm thế nhỉ. Lốc nó bị cát nó lún rồi, đau hết cả đầu lại. Chứ lấy được nội tại của nó đâu anh em, cát lún đau thật. Cát lún đau vãi ra. Cát lún không biết xích người là gì à? Này nó không biết xích người là gì nhau ạ, mẹ sợ thật. Thằng mưa sai trì không biết xích xích người là cái gì luôn nhỉ, rất nhân từ. Cái hai mạng này. Cái mạng cũng làm được cái việc nhìn lên hồn. Thai mạng chưa được cái việc gì nên hồn không? Hồn ơi, hồn ở nơi đâu rồi? Á, à, thằng cua ly chuẩn nha. Cua ly được cái mẹ chuẩn bài thật đấy. Thằng nhõi này được cái chuẩn bài ghê ta. Nhõi chuẩn bài thật đấy, hai lần cát chuẩn, vãi lần xít thôi rồi. Hai lần cát quá chuẩn luôn. Đi liệt đâu? À, đấm không chết nó thế này thì hỏng rồi. Tắt thế thì chịu sao nổi anh em. Mẹ thì vừa xài yếu quá.
đúng là vừa sai, nhưng là thật sự nữa. Nhưng là mày ăn quá đấy. À, lại uống máu kìa. Ai, vớ với chả sai nhờ, ôi dồi ôi, còn thua cả tướng ạ. Vớ với chả sai này thì hỏng hết rồi, hỏng hết cơ báo lại tiền rồi. Vớ với chả sai này thì hỏng quá. Vớ sai thế này thì hỏng tôi quá. Tụt con mẹ rồi. Vớ sai này thì hỏng tôi lắm rồi. Vớ sai ơi là vớ sai, không được cái nước non gì gặp. Mà thằng ấy ngoài cái bao cắt thôi, không nổi trôi được như bao cắt thì không. Bao cát nó còn có độ cứng, mẹ thằng này nó không được như bao cát. Chúng ta cùng đến với game đấu số 6, game đấu cuối cùng nào. Nó còn không được như bao cát rồi nhờ. Nó không được như bao cát rồi. Không được như bao cát thì nó lại còn đỡ đúng không? Thằng này không được như cái bao cát. Được như bao cát thì nó lại đẹp. Không bằng cái bao cát. Xích, không xích được phát nào nha em nha. Giá như xích được 1-2 phát có khi cũng ngon nhé. Ta xích trượt. Sợ thật. Đấy, nó cu ru, nó sao nó chim nó che được nhỉ. Mà chim mình lại không che được. Ý mới bịp nhỉ. Chứng tỏ là chim của mình nhỏ hơn chim của nó à. Đúng rồi nhá. Điều này chứng tỏ là chim của mình nhỏ hơn chim của nó đúng không? Nên là chim của mình không thể nào che được như nó được. Ôi, Mia. Mia này mới chở. Mày đi Athena, ừ được. Ủa, ba Athena cơ à? Ôi, ba chị em. Được, đối đánh nó phải hoa mỹ anh em ạ. Được, đối đánh chứ. Đối đánh nó phải hoa mỹ anh em hiểu không? Anh em trên lối chơi hoa mỹ của tôi nè. Anh em thấy lối chơi hoa mỹ nhà tôi nè. Anh em thấy lối chơi hoa mỹ nhà tôi là không? Ba thiên nà luôn. Chật trời người rơi vãi. Ba Athena luôn. Sự chiến. Mỗi tội là mẹ Athena lại không hút cho Benny. Nó lại áo ba chị em hút cho nhau ấy. Chán thật đấy. Má chị em để hút cho nhau. Showtime. Má chị em hút máu này kinh ngọt nhỉ. Cứ hình dung cảnh mẹ Benny đi. Ba em mẹ cà phê đằng sau tiếp tiện. Cũng tay bị đằng sau. Ba em tay bị đằng sau nhỉ. Cứ tội là không hút máu rồi nhờ. Athena hút cho em nhìn mình thôi. Ba em tay bị khỏe lắm. Ba em tay bị thì mắc khỏe. Ba em tay bị là đi mắc khỏe rồi. Sướng nhất là nghe nhìn. Ba em tay bị đứng bút cho. Còn gì sướng hơn nữa nhỉ? Đúng không? Còn gì sướng hơn nữa? Ba em tay bị đứng bút mẹ. Mẹ đúng dân chơi Nintendo. Con trai chủ tịch tập đoàn được khác anh em à, thằng em trai đến à, định chơi ké à, không có chuyện đâu sói à, định chơi ké à, không có chuyện sói sói à, định chơi ké à, không có chuyện đấy đâu, không có chuyện đâu sói nhá. Chơi ké hả? À? Đứng thế thôi. Cuộc sống đơn giản nhỉ. Những cảnh mà ba em đến sau nó khu hơi một anh thấy mà lúc thế nào hét lên từ nhiều. Ây da, mày nguy hiểm rồi. Nguy hiểm quá.
Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá, né một tí đấy nhỉ, né là một tí đã, cảm giác bài ăn cũng nguy hiểm thật sự. Anh ghét mẹ, đánh đuổi dân chơi đi một nhịp đấy, tí dân chơi quay trở lại ngay, yên tâm dân chơi, đã bảo dân chơi quay trở lại cái phong thái như cũ rồi nhỉ, đã bảo là dân chơi nó phải chiến, dân chơi không chiến thì dân nào chiến được nha. Dân chơi không chiến thì dân nào chiến nữa. Thế thôi nhè, từ sau lại phút cuộc sống đơn giản thật đấy, cuộc sống là đơn giản thật đấy. Ai à, phải choáng đôi nhỉ, cay thế. Khóe mắt lại cay cay. Đúng là hồi máu lên. Mình nhiên không chịu nổi áp lực kia nhờ ạ. Cay thật sự, ok. Thế cùng với chúng ta đánh tụt cơ vệ với danh đại sư Ba, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc này. Công tử Benny và ba em hàng tay vịn đứng đằng sau mẹ với cover với cả bút cho anh thì có mà bá đạo à. Hẹn gặp lại nha cho những clip tiếp theo nhá, bye bye.